Câu hỏi là trẻ uống nhiều sữa tươi có phải gây thiếu sắt hay không? Thì xin trả lời với các bạn. Đầu tiên, đó là có. Trẻ uống nhiều sữa tươi có gây nguy cơ ra thiếu sắt. Tiếp theo nữa thì như thế nào là nhiều? Cơ chế nó gây thiếu ra làm sao? Và thiếu sắt có ảnh hưởng gì tới cơ thể hay không? Thì bác sĩ sẽ cùng làm rõ hơn với các bạn ở trong nội dung chi tiết của buổi livestream. Với câu hỏi thứ nhất, thế thì với sữa tươi, như thế nào là nhiều và như thế nào là đủ? Đứng trước một cái nhận định rằng là uống sữa tươi nhiều, tất nhiên các bạn sẽ luôn muốn biết rằng như thế nào là vừa cho con. Thì chúng ta sẽ có những cái công thức ở trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Và uống sữa công thức thì các bạn sẽ thấy là có những cái công thức sữa mà liên quan tới cân nặng. Còn sau 1 tuổi mới là cái lứa tuổi khuyến cáo bắt đầu sử dụng sữa tươi cho trẻ. Thì lúc này nó có một cái lượng sữa theo một khoảng độ tuổi, chứ nó không phải theo cân nặng nữa. Và khuyến cáo chung về lượng sữa của trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Không phải chỉ mỗi sữa tươi và sữa công thức cũng như vậy, là với một lượng sữa khoảng từ 400 cho đến 500 ml một ngày, không lên vượt quá 600 và cũng không duy trì thường xuyên 600 ml một ngày, bởi vì như vậy là nó sẽ bị nhiều. Đấy, cái lượng cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi nhá, nó rơi trung bình vào khoảng từ 500 ml một ngày. Nếu uống liên tục 600 ml một ngày trong thời gian dài thì con của các bạn có nguy cơ bị thiếu sắt. Thế hai sản phẩm là sữa công thức và sữa tươi. Thực tế thì cả uống sữa công thức cũng sẽ có một cái nguy cơ gây ra tình trạng thiếu sắt. Tuy nhiên, bởi vì trong sữa công thức thì nó được bổ sung thêm thành phần sắt, nó làm giàu thêm sắt rồi, nên là cái mức độ thiếu của nó sẽ ít hơn. Còn trong sữa tươi thì vốn dĩ thành phần ban đầu của nó là lượng sắt không nhiều, nên con mình sẽ dễ bị thiếu sắt hơn. Tiếp theo thì cái cơ chế của cái việc mà uống sữa tươi nhiều nói riêng và uống sữa nhiều nói chung gây ra thiếu sắt như thế nào? Thì các cái vi chất ở trong cơ thể ấy, thì nó có cái sự cạnh tranh hấp thu với nhau. Nó cần một lượng ổn định và đồng đều. Nếu các cái protein từ sữa hay là các khoáng chất như là canxi ở trong sữa thì nó có cái nguy cơ là ảnh hưởng cản trở cái sự hấp thu sắt từ trong các cái loại đồ ăn mà con ăn. Thế nên một lượng sữa nhiều quá thì nó sẽ cản trở quá trình hấp thu sắt của cơ thể. Kể cả cái việc là em biết là con em uống nhiều sữa, thế thì em sợ con bị thiếu sắt, em cho con uống thêm thuốc sắt để bổ sung, em cũng ăn nhiều đồ được cho là có sắt rồi, như vậy thì có nguy cơ thiếu hay không? Thì xin trả lời với các bạn là vẫn có nguy cơ thiếu, vì lý do như bác sĩ vừa nói, đó là protein từ sữa này, canxi, phosphor hay là các cái khoáng chất khác, nồng độ nó tăng lên, nó sẽ cản trở quá trình hấp thu sắt từ cơ thể và làm cho con của chúng ta dễ bị thiếu. Một mặt khác thì nếu con của chúng ta uống nhiều sữa thì em bé sẽ giảm cái lượng ăn đi. Và giảm cái lượng ăn đi thì sẽ giảm cái lượng sắt mà cung cấp được từ đồ ăn. Các bạn biết sắt nó sẽ có nhiều trong nhóm đạm từ động vật. Con mà giảm lượng ăn đi thì gây ra tình trạng thiếu sắt. Và bên cạnh đó nó còn thiếu dinh dưỡng, thiếu năng lượng, ảnh hưởng đến cái sự tăng cân, sự phát triển về thể chất của con. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, thế thì thiếu sắt có ảnh hưởng gì hay không? Thiếu sắt thì gây ra vấn đề trực tiếp đó là thiếu máu, bởi vì sắt là trong một trong những nguyên liệu để phát triển cái tế bào máu. Thiếu sắt thì gây ra thiếu máu. Máu thì sẽ là cơ quan vận chuyển oxy, vận chuyển dinh dưỡng đi nuôi cơ thể. Vậy nên nếu thiếu máu thì con của các bạn sẽ dễ có những cái biểu hiện như khó ngủ, khó tập trung, chậm lớn, ảnh hưởng sức đề kháng, ảnh hưởng đến miễn dịch của con. Đấy là cái các bạn thấy như vậy, cái chu trình của nó là gì? Uống quá nhiều sữa, đặc biệt là sữa tươi thì con mình dễ bị thiếu sắt. Thiếu sắt thì con dễ bị thiếu máu. Thiếu máu thì con sẽ chậm lớn hơn, khó tăng cân hơn, khó ngủ hơn, khó ăn hơn và ảnh hưởng đến cái sự phát triển miễn dịch của con. Vì vậy, các bạn cần phân phối cái lượng sữa chuẩn cho con. Sau 1 tuổi là khuyến cáo con có thể uống thêm sữa tươi
chứ không phải là nhất định các bạn phải chuyển hết sữa của con sang sữa tươi. Với những em bé mà có cân nặng tốt, dinh dưỡng đáp ứng được từ chế độ ăn đầy đủ, em bé không có vấn đề gì nghiêm trọng về đường tiêu hóa, không thường xuyên xảy ra các rối loạn đường tiêu hóa, thì sau một tuổi khuyên các bạn là sẽ cho con tiếp xúc sớm với lại sữa tươi. Còn những bé cân nặng thiếu, cân nặng ít, đường tiêu hóa hay gặp vấn đề thì các bạn sẽ lùi thời gian lại từ 3 đến 6 tháng đã, rồi mới cho con tiếp xúc dần với sữa tươi. Sữa tươi khó tiêu hơn so với sữa công thức, sữa tươi ít năng lượng hơn so với sữa công thức, và sữa tươi nó dễ gây ra các cái vấn đề khó tiêu, đầy bụng hay là táo bón hơn. Vì vậy nên ở cái thể trạng ví dụ như con mình tròn 1 tuổi, con mình vẫn cần một cái nhu cầu năng lượng lớn thì mình vẫn duy trì thêm sữa mẹ hay là sữa công thức cho con. Đấy, và sữa tươi là chúng ta sẽ từ từ chúng ta cho con thêm. Mình nhắc vấn đề này vì nhiều bạn hiểu nhầm rằng là chắc là sữa công thức không tốt, nhưng bạn mà dùng cả sữa công thức ấy hoặc nó gây ra vấn đề gì nên là đồng loạt sau 12 tháng tuổi là chuyển sang sữa tươi cho con. Nó không phải như vậy nhé. Sau 12 tháng tuổi là cái thời điểm con mình có thể uống thêm sữa tươi thôi, chứ không phải nhất định là con phải chuyển hết sang. Thì mình sẽ cân nhắc từ từ mình thêm sao cho nó phù hợp với lại tình trạng của con. Rồi, phần chủ đề mình sẽ chia sẻ với các bạn ngắn gọn như vậy. Chúng ta sẽ vào cái phần trả lời câu hỏi của các bạn. Trong vấn đề này thì chúng ta sẽ làm, trong quá trình này chúng ta sẽ làm rõ hơn những cái câu chuyện là thiếu sắt thì như biểu hiện như thế nào, thiếu máu thì biểu hiện như thế nào, những ảnh hưởng của nó hay là giải quyết của nó như thế nào các bạn nhé.